Con chào mọi người, con tên là Hoài Phúc. Năm nay con 7 tuổi, con xin đánh bài Chú Ếch Nhỏ. Rồi, một tràng vỗ tay cho bạn Hoài Phúc với bài Chú Ếch Nhỏ. Chỉ còn 1-2 tiết mục nữa là chương trình sẽ kết thúc. Các bé vui lòng, các bé ơi, các bé yên lặng trật tự nghe các bạn biểu diễn nha. Rồi các em ơi. Cảm ơn em nhiều. Xin mời lên sân khấu bé Bảo My.